Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số sàn vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số sàn, sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đăng ký biển trắng các bạn nhé. Đây, biển trắng, không phải là biển vàng dịch vụ bạn nhé. Chiếc xe này là xe gia đình, không chạy dịch vụ các bạn ạ. Lăn bánh hơn 3 vạn km thôi, và chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Rất là mới, tất cả là còn nguyên zin luôn ạ. Bên trong nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn bạn ạ. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Và chiếc xe này ngoài cái việc còn bảo hành tại hãng ra thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Đến sơn zin của xe còn nguyên bản các bạn nhé. Bên ngoài là sơn zin còn nguyên bản này. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng cơ quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số sàn quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và không chạy dịch vụ, biển trắng luôn các bạn nhé. Ngoài cái việc bảo hành của hãng ra thì chúng tôi cam kết với quý vị và bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tôi cũng xin chia sẻ thêm về chiếc xe này một chút. Ngày hôm qua thì tôi có đi mua chiếc xe này, là tôi cũng có quay tại nhà chủ xe. Đấy, để cho quý vị các bạn thấy được là tôi mua ở nhà chủ xe ở Hà Nội nhé. Thì chiếc xe này tôi chia sẻ thêm về chủ xe. Bác chủ xe này thì bác cũng rất thích đi xe số sàn. Bác chia sẻ là tôi chỉ thích đi xe số sàn thôi, cho nên là tôi mới mua chiếc xe này. Xe cũng gia đình đi thôi chứ không chạy dịch vụ, không kinh doanh vận tải gì đâu. Tại vì là từ ngày xưa tôi toàn đi xe số sàn rồi, cho nên là tôi vẫn mua xe số sàn. Đấy, là tôi vào tôi nhà tôi làm việc, tôi mua bán với bác là tôi để ý trên tường, bác ghi là trên tường bác có rất là cái nhiều cái huy hiệu, rồi thì có cả cái giấy huy hiệu 50 năm 40 năm tuổi đảng bạn ạ. Đấy, bác có 40 năm tuổi đảng đấy. Thì tôi lại lúc đó thì tôi chuyển khoản, cho nên là vừa rồi hôm qua nó thay đổi ngân hàng một chút, cho nên là tôi lúng túng trong cái việc chuyển khoản, cho nên tôi không chụp ảnh lại cho quý vị các bạn xem được ạ. Và cũng có quay cái video là quay cả bác chủ xe lúc dọn đồ đấy, bác rất cẩn thận bạn nhé. Nhìn cái xe này là chúng ta biết được là bác cẩn thận rồi này. Những cái xốp ở cánh cửa chưa bóc này, bên trong ni lông một số chỗ chưa bóc này, và cái tấm chắn cốp đồ đằng sau ấy là bác bọc ni lông, bác cất ở trên sàn. Đấy, khi mà bán cho tôi là bác phải đi tìm, bác lấy để bác giao đấy, chứ mà bác cất rất cẩn thận các bạn nhé. Một bác chủ xe rất là cẩn thận và kỹ tính, cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì yên tâm các bạn nhé. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.